trải nghiệm một ngày ăn 4 bữa càng tiện lợi là cảm giác như thế nào. Cùng đón xem clip ngày hôm nay nha. Cái này bị 1 tặng 1 này. Không hề thích một chữ nào ấy. Hello mọi người, có rất nhiều bạn bảo mình là làm một clip như thế này rồi nhưng mà hôm nay mình mà có thời gian để thử. Sáng hôm nay có việc dậy sớm nên là mình có ghé cửa hàng tiện lợi để ăn xúc xích luôn. Thế luôn là mình định ăn sương sương mỗi thứ một cái thôi nhưng mà nó bị mua một tặng một ý. Ta nói một cái thôi là ăn cũng đã không hết rồi tại vì cái này nó rất là to luôn. Cái vị này thì là vị nguyên bản nên rất dễ ăn nữa. Sang cái thứ hai thì là vị phô mai, có nghĩa là hôm nay ăn ngày mai phô bầy cái bụng béo. Mà mấy chiếc này thì lúc đầu mình không có biết là mua một tặng một đâu. Chứ mà biết thì lúc đầu cũng chọn tém tém lại á. Lúc tính tiền nhân viên bảo lấy thêm mỗi loại một cái nữa mới tá hỏa. Xúc xích này thì hơi nhạt nhưng mà được cái là thơm mùi phô mai nha. Mấy cái đốm vàng vàng thì là phô mai miếng. Mỗi tội là bên Hàn không có tương để chấm nhở. Đây là chiếc xúc xích bé nhất ở cửa hàng tiện lợi, nhìn nó cứ mini dễ thương kiểu gì ấy. Nhỏ thế này đáng lẽ ăn hai cái cũng không sao nhưng mà nó lại không mua một tặng một mình nghiệt ngã chứ. Trừ cái xúc xích khổng lồ mình ăn đầu tiên ra thì hai loại đằng sau mình ăn nó hơi nhạt nhạt và chưa rõ được vị của em này là gì cả. Mua cái chai sữa này là vì nhìn cái vỏ nó cứ bị dễ thương ấy. Và mình thích dâu tây nữa nên khá tò mò về cái vị bên trong. Mọi người có công nhận là dâu tây ăn thì chua mà sữa của nó thì lúc nào cũng rất là ngọt không? Nhưng ngọt quá thì mình lại không thích nha. Hên là cái lọ này nó kiểu ngọt thanh, mát cực. Nó giống như là sữa dâu mà pha loãng ấy, nhưng mà đặc biệt là rất thơm mùi dâu nha. Mình thấy đồ ăn hay có hình của mấy cái nhân vật này lắm, nhưng mà không biết là nó xuất phát từ đâu nhở. Nhưng suy cho cùng thì cũng không quan trọng lắm, tại vì cái vị bên trong ngon là được. Uống vào buổi sáng đúng kiểu nhẹ nhàng không có bị ngấy. Ăn sáng xong còn chưa xuôi cái bụng thì đã đến giờ ăn trưa. Buổi trưa thì cứ auto cơm cho nó chắc dạ, đấy là câu mà mẹ mình hay nói. Ăn cơm trộn thì nó sẽ hơi khô nên mình lấy thêm một cái kem nữa. Chuẩn bị sang hè rồi, sắp tới là cửa hàng tiện lợi lại quá trời các vị kem mới. Lại chuẩn bị có clip review những món kem mới ở cửa hàng tiện lợi rồi. Mình thì hay ăn mì ở cửa hàng tiện lợi, chứ cơm thì thường ăn ở nhà. Nên là các món cơm ở cửa hàng tiện lợi thường rất là lạ lẫm đối với mình luôn ý. Chọn được cơm ăn thì cũng là cả một quá trình nhưng mà mình thích cái này tại vì nó có vị lòng. Ở bên trong thì có một hộp cơm màu trắng này và hai gói gia vị. Một gói thì là lá kim khô để rắc bên trên trong hầu hết các món cơm rang. Gói này thì thường có kèm với các hạt vừng rang bên trong nữa, nhưng mình tạm đoán thế thôi nhá. Cái gói màu xanh này thì là nước sốt cay vị lòng xào. Có bát và thìa đầy đủ rồi, bắt tay vào làm cơm thôi. Ở bên Hàn những cái hộp cơm không như thế này được bán rất là nhiều luôn. Và cơm này thì chỉ cần quay lò vi sóng là ăn được ngay nên rất là tiện nữa. Bỏ cái gói nước sốt lên nè, đáng lẽ đoạn này theo hướng dẫn ý, thì là phải trộn lên trước khi quay lò vi sóng nhưng mà mình cứ thế mà quay luôn thôi. Bởi lẽ đoạn này thì cơm nó vẫn còn cứng, trộn nó khó, hơi lười. Cho em vào lò vi sóng 2 phút nhá. Tại đợi cơm buồn quá nên lôi cái kem ra ăn luôn, lý do quá trời quá đất. Mình thấy Hàn Quốc là xứ sở của những cái loại kem hay ho ấy, kem dạng túi này cực kỳ nhiều. Đoạn này là mình đang có muốn bóp cái kem lên để ăn, mà cảm giác như là cái em kem đang có lời muốn nói với mình ấy, không thể hiểu được hành động của em đấy luôn. Mãi về sau mình năn nỉ, em ơi cho chị ăn đi thì em ấy mới ngoan ngoãn như thế này nè. Kem này lúc đầu sờ thì rất là cứng và buốt tay, nhưng cái phần kem bên trong thì cực kỳ mềm mịn và ít đá. Nói chung là kem sữa, vị vani ngon đỉnh. Đang ăn dở cái kem nhưng mà được cái là đóng nút lại thì ăn tiếp được. Lôi cái hộp cơm ra ăn trước đã, chứ cái mùi thơm là nó bay khắp cửa hàng tiện lợi rồi cơ. Ta-da, cơm lòng cay nóng hổi vừa thổi vừa ăn đê. Vừa nãy lười không trộn thì bây giờ vẫn phải trộn thôi, không thoát đi đâu được. Nhưng bây giờ cơm chín, tơi mềm rồi nên trộn đến đâu là trông ngon mắt đến đấy liền. Màu cam cam nhìn có vẻ hơi cay ha, mình cũng hơi hoang mang rồi đấy. Vì quá đói nên suýt nữa quên cái nhân vật quan trọng. Em lá kim khô thơm thơm giòn giòn. Và quả như mình đoán bên trong có cả vừng rang nữa. Hạt cơm dẻo, mềm, thêm cái nước sốt cay cay và thơm mùi lòng. Ăn với cả lá kim giòn giòn, bùi bùi. Bữa trưa thế này là khá ok đấy nhở. Lúc đầu nhìn thì cứ tưởng là nó sẽ rất là cay luôn, nhưng không biết là do mình ăn cay giỏi hay do cái hộp này vốn không có cay nhiều mà ăn nó rất là ngon và vị thì đậm đà vừa đủ. Đến đây mà có thêm một xíu nước sốt mayo thì đỉnh quá trời. Buổi tối đang suy nghĩ mình chưa biết ăn gì thì thấy cái hộp mì này mình chưa ăn bao giờ cả. Ta nói nhìn hộp mì bốc lửa theo đúng cái nghĩa đen của nó luôn. Ăn xong bữa tối có phải là việc tiếp nên mình sẽ mua thêm cà phê. Bình thường thì loại này nó đắt nên mua cũng phải tém tém lại, nhưng mà hôm nay mua một tặng một thì không ngần ngại gì mà lấy cả hai. Mình cá là kiểu gì cũng sẽ có bạn chọn mua cà phê vì cái vỏ cho xem. Giờ thì unboxing cái hộp mì cay hồi nãy đã nhá. Cái mì này nó hay ở chỗ là làm theo dạng bát chứ không phải là dạng hộp, mà bát có hẳn nắp đậy luôn mới xịn xò chứ. Bên trong có hai gói gia vị, nhìn qua thôi là đã thấy cay quá trời quá đất rồi. Một gói thì sẽ là đồ khô, hành, ớt, thịt các kiểu này. Gói còn lại thì tất nhiên là cái bột đỏ đỏ không thể thiếu trong hầu hết các loại mì tôm Hàn. Cho nước sôi theo đúng cái vạch ở trên thân bát, ai muốn ăn nhạt thì cho nhiều nước hơn. Loại này thì không có bỏ lò vi sóng mà để bên ngoài thôi nên mình cứ sợ là nó không chín ấy. Quên mất là còn cái nắp, đậy vào và chờ nhá. Trong lúc ấy thì uống một chút cà phê cho đỡ khát kẻ đã. Hai lọ cà phê mà mình mua thì cái vị của nó y chang nhau. Uống cà phê mà rót không khác gì rót rượu. Cà phê này thì khá là nhẹ, loãng nên hầu như là ai cũng uống được. Không có bị ngọt quá này và cũng không có bị nồng mùi cà phê quá đâu. Đứa em gái đi cùng mình thì cũng mở luôn một chai để hai chị em cùng rô cho nó rôm giả. Chan, chúc sức khỏe mọi người nha.
Mình không biết là hộp mì chín chưa nhưng mà 3 phút rồi nên mở luôn thôi. Chắc thì có trách bản thân không bao giờ kiên nhẫn trước đồ ăn được cả. Lúc đầu ngửi qua mùi này chưa có cảm nhận được gì đâu nha. Nhưng ăn một miếng cảm nhận là biết tay nhau liền à, nó cay kinh khủng khiếp luôn ý. Lần đầu tiên mà ăn một hộp mì cay mà mình sặc quá trời sặc luôn. Mà nhìn thế này thì rõ ràng nó đâu có cay lắm đâu đúng không? Nhưng so với những hộp mì cay khác thì cái hộp này nó cay lạ lắm. Dù có đầy đủ thịt, rau, mì các thứ thì cũng không cứu vãn được. Lần đầu tiên mà mình phải nói chào thua trước một hộp mì, cái mì này thì mình không có ăn được. Không hẳn là do nó cay đâu mà tại vì ăn cái này mình cứ bị sặc ý. Đấy, nhìn thoáng qua thôi mà cũng quá trời ớt luôn kìa. Nhưng mà hên sao là cái hộp mì này nó lại rất hợp khẩu vị với em mình. Nên thật ra là trên đời này làm gì có món ăn nào không ngon đâu, chỉ là không hợp khẩu vị với bản thân mình thời điểm đó thôi. Ăn xong bữa tối thì trời cũng gần tắt nắng, bây giờ là 7 giờ tối rồi á. Đưa hai anh về cửa hàng và cùng làm việc tiếp đây. Ở bên Hàn đang đúng khoảng thời gian mà thời tiết đẹp nhất, không lạnh, không nóng, nhiều hoa và nắng thì cứ vàng ươm. Đây là cửa hàng quần áo của mình, bây giờ thì mình sẽ về cửa hàng và livestream bán quần áo mọi người ạ. Tao nói livestream bán hàng là cái gì đó rất tốn calo nha. Vừa ăn tối xong, đã ăn đêm ngay được. Tính là ăn xương xương cho đỡ béo, nhưng mà người tính thì không bằng trời tính. Cái gì muốn ăn nó cũng sale một tặng một thế này có chết tôi không? Sữa chua dù có topping hay là không topping này, rồi đến sữa không chua này, loại nào cũng thế. Quá là nghiệt ngã, lại phải tốn tiền. Mà chả lẽ mua nhiều nước không có cái gì ăn thì nó cũng hơi nhạt mồm nhạt miệng. Mua luôn cả bim bim vị caramel cho nó ngọn hẳn. Bim bim này thì cầm khá là nặng tay, nó giống như là một gói bánh quy hơn ấy nhở. Mở ra một cái mà muốn phi đi tìm lọ mắm tôm liền, nhìn giống đậu rán quá trời quá đất. Cái bánh này sờ thì cứng cứng nhưng mà cắn thì lại rất là giòn. Đã ngon rồi sao lại còn thơm mùi caramel thì chịu sao nổi trời. Bên trong gói thì khá là nhiều miếng, ăn kiểu gói này là xác định no được luôn đấy. Nên lúc đói mà mua gói này ăn thì cũng gọi là siêu hợp lý. Nhưng nhìn đi nhìn lại thì vẫn là muốn mua một chai mắm tôm nha mọi người nha. Cho order một đĩa đậu lướt ván trượt vào trái tim anh, không thì trượt vào dạ dày cũng được. Mọi người cứ nói là ăn sữa chua nhiều cho đẹp da mà kể cũng đúng ha. Ăn xong một cái là da bụng của mình nó căng tròn mịn màng liền. Sữa chua ở bên Hàn thì có nhiều loại lắm, đặc biệt là mấy cái loại mà ăn chung với cả topping á. Cái lọ này topping là bỏng ngọt thì phải, mà còn có cả nhân hạt bí, hạt dưa các thứ đồ nha. Cái giòn giòn ngọt ngọt trộn với cả sữa chua 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 béo ngậy, đúng là thơm ngon tròn vị. Ăn một lại muốn ăn hai, mà may quá là mua một tặng hai nên không có gì là vô lý cả. Ai đó hãy an ủi mình rằng là ăn sữa chua nó sẽ không béo đâu mọi người, chứ nó có ngon như thế này thì kiềm lòng sao nổi đây. Mình còn đang nghĩ em này mà sale một tặng một quanh năm thì chắc là mình tốn tiền ở cửa hàng tiện lợi này lắm. Dù ai nói ngả nói nghiêng thì nắp sữa chua vẫn là chân ái. Sang cái hộp thứ hai thì vẫn là một ngăn với sữa chua sánh mịn và một ngăn còn lại thì là sô-cô-la. Bảo ăn sữa chua cho nhẹ bụng mà ăn chung với sô-cô-la là hỏng rồi. Đặc biệt là bên Hàn người ta thích ăn kiểu này lắm với mọi người. Nên đây có thể nói là cái hộp sữa chua topping mà bán chạy nhất ở bên Hàn luôn. Kiểu chua ngọt kết hợp thì lúc nào cũng rất là kích thích vị giác mà đúng không? Mà chả hiểu sao nhìn cái viên sô-cô-la này nó cứ bị giống cái bánh xe á. Mà bánh gì thì cũng chui vào dạ dày thôi. Mình ăn có mỗi hai hộp sữa chua thôi mà no ngang luôn được, chẳng hiểu kiểu gì. Thôi coi như là kết thúc viên mãn cho một ngày thử thách ăn đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi vậy. Mọi người có muốn thử thách mình gì nữa không nè?